Tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, trước tiên chúng tôi xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi chương trình tin tức thời sự trên kênh Tin nóng đất Việt. Chúc quý vị có những giây phút thoải mái để xem hết clip của chúng tôi mỗi ngày. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là những tin chính sẽ có trong chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Cấp cứu phải xin giấy phép, đừng làm khổ dân thêm. Thưa quý vị, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu Giám đốc Sở Y tế thu hồi văn bản, yêu cầu người nhà bệnh nhân phải nộp hồ sơ xin Sở Giao thông Vận tải mới cho chuyển viện. Ông Khánh cũng chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các địa phương không ban hành các quy định gây khó khăn, bức xúc cho người dân. Không bức xúc sao được khi ngày 15 tháng 9, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có văn bản hướng dẫn sau khi có giấy chuyển tuyến của bệnh viện tuyến tỉnh, gia đình bệnh nhân nộp hồ sơ cho Sở Giao thông Vận tải. Sở Giao thông Vận tải phối hợp Sở Y tế tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết. Hồ sơ xin chuyển viện gồm có giấy chuyển tuyến do bệnh viện tuyến tỉnh cấp, giấy hẹn khám lại của bệnh viện ngoài tỉnh nếu có và phương án di chuyển do Ủy ban Nhân dân cấp xã phê duyệt. Khi bệnh nhân quá nặng mới chuyển viện lại phải thực hiện một đống thủ tục như Sở Y tế quy định thì còn thời gian đâu để cứu người. Chưa chết vì con Covid mà chết vì căn bệnh đang mắc phải, cần được cứu chữa kịp thời. Khi đặt bút ký ban hành một quy định, cần nghĩ sâu về chữ dân. Vụ này không phải là chuyện mới tại địa phương này. Ngày 9 tháng 9, thành phố Vũng Tàu ban hành văn bản quy định về phương án tổ chức phân chia khung giờ, phân luồng, phân tuyến của các trường hợp được phép lưu thông. Nhưng ngay sau đó, ngày 10 tháng 9, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong văn bản trên. Do có nhiều nội dung chưa phù hợp với các văn bản do Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành. Chưa hết, tại thông báo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 ngày 9 tháng 9 của thành phố Vũng Tàu còn có quy định trường hợp đi cấp cứu phải được phép của chính quyền phường, xã. Quy định này gây bức xúc trong người dân vì cấp cứu thì làm sao biết được mà xin phép và nếu chờ để làm xong giấy phép thì bệnh nhân có còn được cấp cứu kịp không? Quy định này đã vì thế mà bị rút lại. Địa phương đưa ra những quy định phòng chống dịch là cần thiết nhưng không được xung đột với các quy định của cơ quan cao hơn, đó là nguyên tắc tối thiểu. Phòng dịch nhưng không sản xuất các giấy phép con, giao quyền hạn cho phường xã tới mức là cấp phép cho người dân đi cấp cứu. Đó là xâm phạm tới quyền tối thiểu của người dân, quyền được cứu mạng sống. Phòng dịch tốt nhưng vẫn phải tạo điều kiện cho người dân được đi lại, làm ăn, sản xuất để người dân được có cái ăn, có thu nhập. Còn siết chặt dân bằng những quy định bất hợp lý và cực đoan thì chỉ làm khổ dân thêm mà thôi. Áp dụng điểm mới gói 7.300 tỷ đồng hỗ trợ khó khăn do Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, địa bàn sẽ chi 7.300 tỷ đồng phục vụ gói hỗ trợ người gặp khó khăn do Covid-19 đợt 3. Trong đợt hỗ trợ này, thành phố sẽ áp dụng một số điểm mới. Chiều ngày 20 tháng 9, Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tổ chức buổi họp báo định kỳ nhằm cung cấp thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh trong 24 giờ qua. Ngoài những thông tin về hoạt động phòng chống dịch, buổi họp báo có nội dung chính xoay quanh việc triển khai gói hỗ trợ lần 3 cho những đối tượng gặp khó khăn bởi dịch Covid-19. Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Những khó khăn đó dẫn đến đại bộ phận doanh nghiệp đóng cửa, hoạt động cầm chừng, hầu hết người lao động mất việc, không có thu nhập. Thời gian bình thường, người lao động đóng góp, xây dựng, giúp thành phố phát triển. Những lúc khó khăn, không có lý do gì khiến thành phố không quan tâm, hỗ trợ họ. Ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh, không để xảy ra trục lợi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau hơn 110 ngày giãn cách xã hội, thành phố đã triển khai hai gói hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch Covid-19. Hiện nay, thành phố đang thực hiện bước chuẩn bị triển khai gói hỗ trợ thứ ba. Danh sách người nhận gói hỗ trợ thứ ba xuất phát từ thực tiễn gói hỗ trợ thứ nhất và thứ hai. Theo ông Võ Văn Hoan, trong đợt này, thành phố sẽ hỗ trợ theo người với mức chi 1 triệu đồng một người. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi hỗ trợ cho hơn 7,3 triệu người trong đợt này. Tổng kinh phí gói hỗ trợ thứ ba là 7.300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Thành phố sẽ không để cán bộ nhà nước hay người dân trục lợi chính sách này. Ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh và thông tin 4 nhóm đối tượng dự kiến được hỗ trợ trong đợt 3 gồm thành viên hộ nghèo, cận nghèo, người thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội tại xã, phường, thị trấn, bao gồm cả trường hợp đang cách ly tập trung, điều trị bệnh. Những người phụ thuộc của người lao động hai nhóm nói trên, cụ thể cha, mẹ, vợ, chồng, con cái ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc trong cùng một hộ gia đình có mặt tại phường, xã, thị trấn tại thời điểm khảo sát, lập danh sách, bao gồm cả các trường hợp đang cách ly tập trung hoặc điều trị bệnh. Người lưu trú tạm thời trong các khu nhà trọ,
khu lưu trú, khu lao động nghèo, xóm nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách và đang có mặt tại thời điểm khảo sát, lập danh sách. Trong quá trình thống kê, rà soát, các đơn vị sẽ loại trừ những người đang hưởng lương hưu, người đang tham gia bảo hiểm xã hội và diện doanh nghiệp trả lương tháng 8. Lập danh sách công khai, minh bạch. Theo hướng dẫn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các phường, xã, thị trấn sẽ rà soát, lập danh sách người có hoàn cảnh thật sự khó khăn, đủ điều kiện hưởng hỗ trợ, gửi về Ủy ban Nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức theo quy trình 3 bước. Bước 1, từng khu phố, ấp sẽ lập các tổ công tác thực hiện chính sách hỗ trợ. Tổ công tác gồm các thành viên là cán bộ Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn, công an khu vực, khu đội trưởng, trưởng ban điều hành. Tổ công tác chịu trách nhiệm rà soát, đối chiếu với các tiêu chí xác định người có hoàn cảnh thực sự khó khăn theo mẫu, tổ chức xét duyệt để thống nhất danh sách hỗ trợ. Tổ cũng có nhiệm vụ tiếp nhận ý kiến, giải đáp thắc mắc của người dân, công khai danh sách hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ cho người dân sau khi được phê duyệt. Bước 2, danh sách sau khi được thống nhất sẽ gửi kèm biên bản họp cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn thông qua hội đồng xét duyệt cấp xã gồm chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, cán bộ phụ trách lao động, trưởng công an xã, phường đội trưởng, trưởng ban điều hành khu phố, ấp, tổ trưởng tổ dân phố, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Hội đồng này sẽ họp xét duyệt, chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, tính chính xác của người nhận hỗ trợ. Chính quyền cấp phường, xã, thị trấn phải ghi rõ vào biên bản và truyền tổ công tác hỗ trợ trả lời, giải thích đối với các trường hợp không đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Bước 3, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo phường, xã, thị trấn công khai danh sách với cộng đồng dân cư, niêm yết tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn, khu dân cư, tổ dân phố, trang thông tin. Người dân có thẻ xanh COVID-19 được đi chợ, siêu thị thế nào? Thưa quý vị, thẻ xanh COVID-19 là điều kiện bắt buộc để có thể đi làm, đi chợ. Người lao động và khách hàng tại các siêu thị, chợ, cơ sở sản xuất phải có thẻ xanh COVID-19. Bộ phận còn lại tối thiểu phải có thẻ xanh COVID-19, giới hạn phạm vi hoạt động. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình vừa ký quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá các hoạt động an toàn trong phòng chống dịch tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ. Bộ tiêu chí được áp dụng cho các nhóm đơn vị gồm siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm, chợ truyền thống, chợ đầu mối, các cơ sở sản xuất trên địa bàn, văn phòng làm việc của đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ. Ai được cấp thẻ xanh COVID-19? Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, một người được xác định có thẻ xanh COVID-19 khi đáp ứng 3 yếu tố: kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh hoặc RT-PCR âm tính, đã tiêm 2 mũi vaccine đủ 14 ngày hoặc từng mắc COVID-19 và đã khỏi bệnh, không tiếp xúc gần với F0 trong vòng 14 ngày. Người có thẻ xanh COVID-19 được tham gia các hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt xã hội tùy theo mức độ kiểm soát dịch của thành phố. Thẻ xanh COVID-19 giới hạn phạm vi hoạt động sẽ được cấp cho người đã tiêm 1 mũi, người đã khỏi bệnh có giấy xuất viện hoặc giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly của Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã, thị trấn. Người có thẻ xanh COVID-19 giới hạn phạm vi hoạt động được tham gia các hoạt động ở mức hạn chế hơn tùy thuộc điều kiện môi trường làm việc, mức độ rủi ro lây nhiễm và mức độ quan trọng của hoạt động tham gia. Người có thẻ xanh COVID-19 được làm gì? Bộ tiêu chí quy định khách hàng và người lao động tại các siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm, tài xế, nhân viên giao hàng của các đơn vị cung ứng hàng hóa phải có thẻ xanh COVID-19. Các bộ phận còn lại tối thiểu phải có thẻ xanh COVID-19 giới hạn phạm vi hoạt động để làm việc trở lại. Đối với các chợ truyền thống, khách hàng, người tiếp xúc trực tiếp khách hàng, nhân viên đơn vị quản lý chợ, thương nhân, người lao động, nhân viên giao hàng, phụ việc, tài xế cũng phải có thẻ xanh COVID-19. Riêng nhân viên đơn vị quản lý khối văn phòng của chợ được cấp thẻ xanh COVID-19 giới hạn phạm vi hoạt động. Tương tự, bộ phận giao dịch trực tiếp với khách hàng ra vào tại chợ đầu mối phải có thẻ xanh, còn người ra vào chợ cần có thẻ xanh COVID-19 giới hạn phạm vi hoạt động. Tại các cơ sở sản xuất, người lao động tham gia sản xuất phải có thẻ xanh COVID-19 hoặc có tối thiểu thẻ xanh COVID-19 hạn chế phạm vi hoạt động. Toàn bộ nhân sự của cơ sở cần có xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trước khi vào làm việc. Đối với văn phòng làm việc của đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ, bộ phận tiếp xúc trực tiếp với người ngoài tổ chức cần có thẻ xanh COVID-19. Các bộ phận còn lại, nhân sự trở lại làm việc lần đầu cần có thẻ xanh COVID-19 giới hạn phạm vi hoạt động cùng kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. Thủ tướng ký công điện hỏa tốc về việc mua vaccine của Cuba. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện hỏa tốc
gửi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chỉ đạo Ban lãnh đạo Bộ Y tế tham gia đoàn công tác ở Cuba ký kết hợp đồng mua vaccine Abdala. Công điện nêu rõ, để chuẩn bị kịp thời phục vụ chuyến thăm Cuba của đoàn Chủ tịch nước và triển khai chiến lược ngoại giao vaccine, Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các cơ quan có liên quan xem xét, đề xuất theo thẩm quyền các quy trình, quy định để có cơ sở ban hành nghị quyết về mua vaccine phòng COVID-19 của Cuba. Chính phủ cũng đã ban hành quyết định phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với việc mua vaccine phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học Cuba sản xuất. Theo công điện, đến đêm ngày 19 tháng 9, rạng sáng ngày 20 tháng 9, các văn bản đã được hoàn thành. Thủ tướng kính đề nghị Chủ tịch nước chỉ đạo lãnh đạo Bộ Y tế tham gia đoàn công tác triển khai quy trình ký kết hợp đồng mua vaccine Abdala theo quy định của pháp luật, công điện cho hay. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành nghị quyết 109 về việc mua vaccine phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học Cuba sản xuất. Theo nghị quyết này, Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua vaccine phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học Cuba sản xuất với 4 điều kiện. Các điều kiện cụ thể gồm có việc chấp thuận, chấp nhận giao hàng không đúng tiến độ nêu trong hợp đồng, phải tiếp nhận đủ số lượng 10 triệu liều vaccine kể cả trong trường hợp Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học Cuba giao hàng chậm. Chính phủ giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung, số liệu, khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vaccine phòng COVID-19 Abdala của Cuba, bảo đảm chất lượng vaccine, tiến độ, hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vaccine Abdala cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vaccine Abdala sản xuất thành phẩm tại công ty AICA Laboratories Based Business Unit BBU AICA Cuba và được xuất bán thành phẩm đóng gói cấp 2 tại Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học Cuba. Tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vaccine và Sinh phẩm Y tế Polivac là nơi đề nghị phê duyệt vaccine này. Vaccine Abdala mỗi liều 0,5ml chứa 50 microgram vaccine protein tái tổ hợp chứa vùng liên kết với thụ thể RBG của virus SARS-CoV-2, bào chế ở dạng hỗn dịch tiêm bắp. Vaccine được đóng gói hộp 10 lọ, mỗi lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5ml. Như vậy, tính đến nay, Việt Nam có 8 loại vaccine phòng COVID-19 đã được cấp phép sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh, gồm AstraZeneca do AstraZeneca sản xuất, Sputnik V, Viện Nghiên cứu Gamaleya, COVID-19 vaccine Janssen, Johnson & Johnson, Spivak, COVID-19 vaccine Moderna, Comirnaty, Pfizer, BioNTech, Verocell, China National Biotech Group, CNBG, Sinopharm, hay Yatvak và vaccine Abdala. Bà Rịa Vũng Tàu thêm 8 ca nghi mắc COVID-19 mới, 1 ca ngoài cộng đồng. Thưa quý vị, tính từ 18 giờ ngày 19 tháng 9 đến 18 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2021, Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận 8 ca nghi mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca ngoài cộng đồng. Số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 3.930 ca. Ngày 20 tháng 9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, tính từ 18 giờ ngày 19 tháng 9 đến 18 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2021, tỉnh này ghi nhận 8 ca nghi mắc COVID-19 mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu có 2 ca trong khu vực cách ly tập trung, 1 ca tại Bệnh viện Vũng Tàu, 1 ca tại Phường Thắng Nhất. Huyện Long Điền ghi nhận 6 ca, trong đó 4 ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung, 2 ca tại Trường Tiểu học Nguyễn Bình Khiêm, 2 ca tại Trường Trung học Phổ thông Minh Đạm, 1 ca trong khu vực phong tỏa tại thị trấn Long Hải, 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng tại xã An Ngãi. Lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết các F1, F2, F3. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày 20 tháng 9 là 40 ca. Tỷ lệ khỏi bệnh ở Bà Rịa Vũng Tàu là 88,63%. Số người đang cách ly tập trung là 857 trường hợp. Số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 3.930 ca. Bà Rịa Vũng Tàu nhận định số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Ca mắc cộng đồng ghi nhận tại xã An Ngãi, huyện Long Điền gây nhiều khó khăn trong việc kiểm soát và truy vết dịch bệnh. Tàu cá được xuất bến ở 4 địa điểm. Do đó, Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị các địa phương phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị có liên quan có biện pháp tăng cường quản lý chặt chẽ các đối tượng nguy cơ lây nhiễm cao, đặc biệt là người nghiện ma túy, tổ chức truy vết triệt để ngay khi phát hiện ca bệnh, đồng thời phong tỏa hẹp các khu vực liên quan. Các địa phương tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác, bám sát tình hình, chủ động xây dựng giải pháp phù hợp, khả thi thích ứng với bối cảnh dịch bệnh có thể kéo dài,
chủ động các phương án phòng chống dịch phù hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, chủ động ứng phó với mọi tình huống. Liên quan đến các hoạt động cảng cá, tàu cá, xuất bến khai thác hải sản, Bà Rịa Vũng Tàu có văn bản thống nhất về việc hoạt động của các tàu dịch vụ, hậu cần thủy sản. Theo đó, cảng cá chỉ được phép cho tàu xuất bến sau khi được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung tâm Y tế Vũng Tàu thẩm định phương án sản xuất kinh doanh đủ điều kiện theo quy định, gồm cảng bến đá, xí nghiệp cơ khí tàu biển, Côn Đảo Vũng Tàu, Cát Lở. Bà Rịa Vũng Tàu kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cùng chung sức đồng lòng, ủng hộ, quán triệt thực hiện nghiêm, đầy đủ mục tiêu, giải pháp đề ra từ nay cho đến ngày 22 tháng 9 năm 2021. Từng cá nhân, tập thể, cơ quan, đơn vị phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, ưu tiên giải quyết nhanh chóng những nội dung yêu cầu phòng chống dịch. Tăng cường công tác vận động, huy động người dân là chủ thể tham gia tích cực, hiệu quả công tác phòng chống dịch. Động viên, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách, tuân thủ đầy đủ yêu cầu 5K và thông điệp 5T của Bộ Y tế.